Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thông minh. Ngày hôm nay chúng ta để ý tới đồng Cardano. Hiện tại thì đồng Cardano này nó đang tích lũy ở vùng D1. Thì như chúng ta thấy thì giá nó đang bám sát vào đường MA 50 ở đây. Và cái dấu hiệu tích lũy ở đây thì nó mình có cảm giác nó đang vào cuối của cái chu kỳ tích lũy ở đây ha. Đây các bạn thấy sau khi chạm vào cái đường dưới này á, có thể 1.18, 1.19 gì đó, nó sẽ bật lên và nó sẽ bật lên luôn. Và cái mức chốt lời của chúng ta á, thì nó sẽ theo cái mô hình cờ tăng. Giá nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 đô ha các bạn. Chúng ta để ý cặp Cardano nha các bạn. Mình sẽ vẽ khung này cho các bạn thấy dễ hình dung hơn. Đó là khung 1 giờ. Đây. Ta sẽ vẽ một cái đường trên line như thế này. Từ lúc cái kênh tăng giá này á. Đây là cái kênh tăng giá. Đây thì sau khi nó sẽ thoát khỏi mô hình tăng giá này và nó sẽ lên vào một cái đỉnh mới. Cái này là mình phân tích theo cái mô hình cờ tăng. Đây nó khoảng rơi vào tầm 2 đô ha.